Hello, buổi sáng cô chú. Chào cô chú đi ba. Chào cô chú. Hôm nay Hường làm đồ ăn sáng cho anh Hùng với Alex ăn này ha. Ăn xong rồi Alex cũng đi bác sĩ khám bệnh cô chú ơi. Khám cái đường ruột coi như thế nào á. Ôi. Đó, các bạn thấy cái món này quen quen không? Món này giống giống trong khách sạn nè. Anh Hùng anh thích nhẹ nhàng thôi con, để nó ăn ra ngoài. Anh Hùng anh thích cho nên là mua để trong tủ lạnh rồi sáng mình làm cho cả nhà ăn nha. Anh Hùng lúc này cũng tập ăn sáng luôn rồi chứ không có nhịn nữa. Đó, với lại cái này gọi là tomato bình nè, đậu ở trong cà các bạn ăn nó bùi bùi ngọt ngọt ngon lắm. Thì mua cái này chút mình hâm nè. Với thì cũng sẽ đem cái máy bánh mì này ra nướng nha. Mua cái này mà ít khi nào dùng á, tại vì mình cũng thích ít có ăn bánh mì với cả nhà. Cái này nướng cho nó giòn nè. Cho hai cha con Alex ăn xong rồi đi bác sĩ. Hôm qua thì anh Hùng đi rồi, hôm nay Alex mới có giờ nè. Tại vì cả tuần nay nó không ăn á, các bạn biết không, đi chơi có 5 ngày thôi mà sụt 3 kg. Bà ngoại nói em tới thở sốc 26 kg, với ốc hồ 24. Đó, đi có 5 ngày thôi mà sụt 3 kg á. Đây cái hũ nó như vậy nè các nhà, giống hộ có gì trong đó nữa đó. Ngon lắm. Anh Hùng anh đi mà khách sạn rồi đó là ảnh khoái ăn mấy cái món này nè. Alex không thích. Nó giòn rồi đó, bánh mì giòn rồi. Hết thòn. Đây nè. Bỏ vô, bỏ, con bỏ đi, coi chừng phỏng tay á. Bên kia nữa. Rồi xong ấn cái cây bên đây xuống, đè xuống cái cây trên đó. Dạ. Nó giòn như vậy ăn nó không có ngán các bạn. Mời cả nhà ăn sáng nha. Bây giờ Huyền bắt buộc nhà Huyền phải ăn uống điều độ lại mới được. Bệnh hoạn ghê quá à. Mời cô chú ăn sáng. Ăn dày thì nó dễ. Lên ăn đi. Làm giống khách sạn. Giống không? Mới xuống quầy buffet lấy lên á. Nướng bánh mì nữa nè. Đem cái máy nướng ra kìa. Ăn đi con. Kìa cái nhà, nai kìa. Nai nè cái nhà. Thấy chưa? Ở đây nè, gần nhà mình nè. Mấy con nai nó thường đi kiếm đồ ăn quen đường nè cả nhà. Cho nên mình chỉ nhẹ nhẹ cho nó ăn cho nó khỏi sợ. Chứ mấy con nai thật ra nó nhát dữ lắm cả nhà ơi. Đó, cái nhà thấy không? Con nai là nai con nè. Nè tới 2 con nữa mà. Alex thấy con nữa không? Mới thấy. Từ từ thôi, nó chạy đó nha. Ô, nay đẹp quá cả nhà. Đó kìa. Ô, nay là nay con đó. Xíu à. Không đốm hả? Nó chạy xa xa ra ha. Chạy xa xa. Ô, nó nhìn Alex đó. Nhìn Alex nè. Úi, chạy ra hả? Ở đây nay nhiều lắm nha cả nhà. Đó, nó ưa chạy trong rừng nè, không biết nữa, trống á. Chạy mất tiêu rồi. Trời, mùa thu lá bay rồi cả nhà ơi, đó, lá bay nè. Giờ mình sẽ luộc bún cả nhà. Luộc bún thì ăn ha. Anh Hùng với Alex thì chút xíu rồi nấu cháo. Anh Hùng nói là nấu cháo tôm với là thịt gà cho Alex nó ăn. Alex từ hôm qua đi khám bác sĩ rồi thì bác sĩ vẫn nói bình thường các bạn, bởi vì ổng nhìn cái cách của nó đó, ổng nói chắc nó cũng bị tâm lý một phần á. Ổng nhìn cái cách của nó, ổng nói gì á, ổng thấy nó cũng bình thường mà, cũng giống như cái kiểu của nó.
cũng chơi đó. Chứ Hường thấy nó cũng tâm lý, với lại nó biết mình gì cái nó cứ cố tình, nó cứ nhắc gì hoài. Còn có lúc đói ăn ngốn giống như hôm qua cho các bạn coi Hường làm mì spaghetti cho nó ăn đó, ngốn luôn. Mà cái hồi cái tự nhiên cái ảnh nhớ lại, cái ảnh nhắc ơi, cái bụng anh khó chịu. Mà Hường nghĩ là ảnh làm cho quá thêm nữa, với lại ảnh tâm lý cái đầu ảnh cứ nhớ, ảnh cứ cố tình ảnh nói vậy. Hường nghĩ vậy. Giờ Hường ra ngoài vườn, Hường cắt hai trái bầu vô ha, để mấy nó già. Nho nó cắt mà chưa cắt nữa nè. Anh Hùng hôm nay ảnh sẽ rửa xe, với lại ảnh thay bánh xe các bạn. Tuần tới là Hường thấy ban đêm nó không độ rồi, cho nên là đường có thể trơn á. Cho nên là ảnh nói hôm nay ảnh thay bánh xe luôn. Đó, Hường ra Hường sẽ cắt. Đây nè cả nhà, màu lớn chưa đó. Hường định ruồng luôn cái dây này Hường bỏ đó chứ, nhưng mà Hường đang luộc bún ở trong ha. Bây giờ Hường sẽ cắt hai trái bầu này trước, với lại cắt vài tép sả cả nhà. Sả này á, vài bữa Hường cũng sẽ làm lại á, có thể ngày mai đi Hường. Hường cắt trước vài tép sả nha, nhổ nó. Đây nè, hôm bữa Hường ăn cái món mà đồ chay xào sả ớt ngon quá, cho nên là khoái cái món đó rồi. Nay Hường ra Hường sẽ tách vài tép sả ha. Hồi năm trước đó Hường cắt, Hường để ở trong cái tủ đá của Hường, cũng còn y thinh đâu có xài đâu. Đó, thì giờ Hường dễ tách lắm, hồi đó Hường biết Hường cắt ngang không à. Đó, Hường sẽ hái bao nhiêu đây, Hường vô Hường xào sả ớt. Với lại Hường cắt hai trái bầu. Dây khổ qua của Hường thì còn cũng vài trái nè. Đó, vài trái lủng lẳng nè. Chừng nào ăn hay ra cắt cho nó tươi ha. Còn nhiêu thì nó hết lớn rồi cả nhà ơi. Hết lớn nổi rồi đây nè, cũng còn hai trái nè, đều đẹp nè. Đó, bây giờ Hường sẽ hái hai trái bầu này. Cái trái này nè cả nhà, hôm đó Alex nó bóp á, Hường nói bóp là hư á. Đúng luôn thấy không? Cắt luôn. Quay ngoài này nó hơi nghịch nắng nha, cả nhà thông cảm nha. Ấn thôi. Còn non lắm các bạn, mà Hường sợ nó già cho nên là hái trước. Chưa, hôm nay thu hoạch được hai trái bầu đã nè cô chú, cuối mùa đó đã ha. Với lại mấy cái tép sả, mấy tép sả nè, bây giờ mình lột nó ra ở đây cho nó gọn đi. Có thể ngày mai hoặc là ngày mốt chắc Hường cũng ra Hường làm cho nó xong luôn cái này nè. Hết mùa rồi các bạn, vàng hết rồi. Mà bây giờ nó mới ra trái non có bằng hơn ngón tay cái, nhưng mà không có đậu đâu, Hường nghĩ vậy. Với đây cà chua của Hường cũng vậy nè, nó lạnh quá nó cũng rụt luôn rồi. Bella cũng đi theo nữa nè. Hường sẽ xào sả ớt cái này ha cả nhà. Đây nè, cái này gọi là thịt bò chay các bạn. Thật ra thì nó cũng là mì căng á, mì căng khô thôi. Đó, Hường sẽ xào với sả ớt nha. Sả hái ngoài vườn. Hôm bữa Hường xào cái món này ăn thấy ngon quá, xong cái hôm nay Hường làm lại. Nhưng mà hôm nay Hường sẽ ăn với lại bún với rau sống nước tương. Tự nhiên thèm món này. Thơm, có mùi sả ớt thơm cả nhà. Giờ mình sẽ cho vô. Đợt rồi mình xé nó hơi nhỏ nhỏ, mà đợt này mình xé nó miếng bự chứ tao không ăn có ngon hơn không. Ở cái này thì mình chỉ nêm nước tương, hạt nêm chay với chút xíu đường.
mà nó ngon rồi. Mặt nguyên chai đây. Nghe cái mùi nó bốc lên thơm. Mềm mềm, dai dai, ngon lắm. Hello. Thay xe nhỏ chứ. Đi sớm là nó có băng á. Ờ. Cho nên bây giờ mình thay bánh xe, thay xe nhỏ trước. Dạ, anh Hùng anh thay cái xe hồi trước, cái xe của ảnh thì... Anh thay hơi lâu. Thì anh kỹ á. Anh phải lao từng con ốc vậy hả? Trời ơi, kỹ thế sợ. Cái này nè, ở trong này nè. Vậy hả? Đắp muối đồ chạy một năm á, nó đắp vô nó, mình xịt để nó ngâm 10 phút. Dạ. Rồi bắt đầu lấy máy xịt cho nó sạch hết. Cho nên xe nó giữ mới hoài chứ. Ừ hứ. Chứ không nó bị xét á. Dạ. Anh có lạnh không? Hả? Có lạnh không? Này mình ra tiệm nó không có làm vậy đâu mà. Đúng rồi, ra tiệm nó thay rồi xong rồi. Dạ. Mà cát đất của nó đóng á. Hôm nay Huyền sẽ nấu cái món gà salama cho anh Hùng ha, masala chứ. Hôm nay Huyền sẽ nấu món độn nha cả nhà. Cái món tên là masala. Cái này nè, chắc lẽ người ta sẽ nấu với lại kem á cả nhà. Nhưng mà mình thường nấu nó là cái cúc dừa ha. Bây giờ mình sẽ cho vô đây bột tỏi, bột gừng nha. Cái này là bột curry đây, bột ngò cả nhà. Cái này là masala. Cái này là cái bột người ta trộn sẵn cả nhà, masala nè. Mình cho nó vô đây nha, cái mùi này nó mới ra nha cả nhà. Bột nghệ, bột ốc chuông nữa. Mấy cái này thì gia vị, mấy cái mùi này nó nhiều, nó còn nó mới ra được. Một ít chuông của mình rồi nãy hồng vô trong kho rồi. Xong rồi mình sẽ cho một cái lon nước cốt này vô ha. Đáng lẽ là làm viết kem á, nhưng mà mình thấy nước cốt nó cũng ngon lắm. Mình cho thịt vô nè. Cho thịt này vô. Người ta bỏ cái bột ớt chuông vô nó sẽ thành cái màu đỏ đỏ nè ha. Giờ mình vô kho mình tìm để lạc ở đâu rồi thì mình sẽ bỏ vô, còn không thì màu như gì cũng được, màu bột nghệ có cũng đẹp cả nha. Hồi nãy còn chút xíu còn bỏ cho nên cái thịt gà nó mới có màu như nè. Huyền sẽ làm một tô bún cho Huyền nha. Anh Hùng với Alex hồi sáng có ăn burger nhưng mà Huyền không có ăn cả nhà. Bây giờ thì đói bụng quá, Huyền ăn cái này trước nè. Ngon chưa? Trời ơi, bún xào thịt bò hả? Bún bò xào chứ. Với Huyền có cái này nên nè, hấp dẫn lắm. Ta da. Củ kiệu cả nhà. Đó rồi làm nước tương chua ngọt ha. Với lại một múc củ kiệu vô nè. Ngon chưa? Cái này có tàu hũ chiên nữa là hết sảy cả nhà. Ngày mai Huyền sẽ làm tàu hũ nha. Đó. Chiên nước tương. Mời cả nhà. Anh Hùng tội nghiệp, giờ này ngoài thay bánh xe.
ảnh nói ảnh thai nó kỹ hơn là mấy cái người ở trên kia. Lúc trước á, ảnh đi thai một lần nó làm trầy bánh xe ảnh, trầy một chút xíu cái gì mà miếng sắt, cái gọi là cái niềng xe phải không cả nhà, cái mâm trầy chút xíu vậy đó, cho nên là ảnh không thích nữa. Với lại ảnh muốn ở nhà ảnh thai để ảnh xịt rửa cho nó sạch luôn á. Thơm thơm mùi xả ớt đó. Mình làm cơm cho anh Hùng đây nè cả nhà, xong rồi nè anh. Ổng thay bánh xe mà từ hồi sáng tới giờ ăn đơn giản vậy mà anh Hùng anh thích mấy món gì nè cả nhà. Thật ra là còn no mà thấy anh ăn một mình buồn á, cho nên là thôi thường làm chút ngồi chung ăn cho nó vui. Đó, chan nước tương tiếp. Món này ngon cả nhà. Cái này thì ở ngoài tiệm bán một phần gì cũng 200 mấy các bạn. Mà người ta nấu thì cái nước sốt này nó kẹo không có nhiều chút xíu ha. Nhưng mà ở nhà nấu nó hơi lỏng. Wow. Số đại lý món nhà hàng người ta đúng món anh thích không? Dạ. Mà tự nhiên cháo chứ ai thấy Alex nó không có thích gì mấy cho nên thôi em nấu món này nó cũng thích. Hồi nãy cho ảnh ăn một dĩa bự luôn á. Anh phá ăn lắm. Ngon quá. Vừa ăn không em không có nếm. Mời cái nhà ngon lắm. Cái đó còn nữa kìa ba ba ăn mà còn nữa. Món ruột của mình nè. Em không có nếm á. Ngon. Vừa ăn hả? Dạ. Mình nấu đại cả nhà. Hửi mùi thôi là biết nó vừa ăn. Còn để quên mua squash rồi bỏ vô không? Ok, mời cả nhà ăn nha. Nhà nha. Bên này thầy ba 2 chiếc xe. Làm kỹ lắm. 4 tiếng đồng hồ. Quá trời luôn, xịt rửa từng cái bánh rồi rửa từng con ốc. Cái này có thể thao cả nhà. Ngày nào mình cũng chạy thể thao nhưng mà bên đây hỏi chạy à. Bên đây làm quá rồi. Chạy hết nổi rồi. Lớn tuổi phải tập thể thao siêu tập. Cái mùa này nè, trời ơi, nó chén lắm các bạn. Nó dễ bị bệnh lắm, ra đường nhất là nó gió, nó gió hồi cái làm mình muốn sổ mũi anh hả? Mùa thu mới lạnh rồi gió nữa. Mấy hôm bữa trước á, mùa thu á thì nắng ấm đẹp lắm, mà có mấy hôm nay từ hồi lúc mà tụi mình đi du lịch về trời gió. Gió mà dễ sợ luôn á. Gió lắm. Gió âm đi. Để mà có tu động xiêm thì bỏ tu quá ha. Ông hỏi tụi Huyền vậy chứ khi nào kéo tàu thì anh Hùng nói tuần sau. Và tụi Huyền hỏi là ổng nói chưa. Ổng còn phải đi bắt cua với bắt trong hùm nữa. Người đâu y mà người ta đâu có sợ nhau. Mặt anh còn nâu mà không? Còn ba. Vì tay ba nhà giờ mặt còn nâu. Sợ trắng nè. Mình không thích trắng cơ cả nhà. Mình thích nâu đen đen à. Giống như người Thái rồi. Do nâu rồi đó. Cái trắng đó mình không có thích. Hồi đó anh Hùng còn kêu Huyền đi tắm nâu. Nhớ ở Nha Trang mà anh phải đánh dễ sợ ha. Ngày nào cũng đi. Mà đen quá nhìn cũng ghê. Nâu thôi. Nâu thôi. Vừa thôi. Nâu quá. Nâu đẹp. Tự nhiên bây giờ á. Thì qua đây thì cũng thích nó hơi nâu chút cả nhà. Nhìn trắng không có thấy đó cũng bình thường mà cái da nâu nâu nhìn thấy là đẹp. hơi nâu thôi, đừng có đen quá. Cái này trước sau nó cũng trắng à. Đen nâu cũng đâu được. Cái nắng đầu nâu. Dưới chùm cũng vậy nè. Phải đi tắm nắng cả nhà, bỏ tiền đi tắm nắng đó. Nhưng mà công nhận bên Mơn ok quá đã rồi cả nhà. Sướng lắm. Thời tiết ấm. Mùa đông đi tiếp chứ. Rồi thì rồi mình đi mình cũng chưa có đi nhiều. Đâu có đi đâu. Lát nó không có ăn rồi nó. Đi nó kêu cái bụng cái bụng. Lát người nó bị tâm lý các bạn. Đi khám bác sĩ là bình thường. Không gì hết á. Là anh bị đấy nữa.
Nếu anh Hùng nhịn nữa cho nên là mất vui. Cũng bị tâm lý rồi cả nhà. Ảnh bị sao ta, ảnh cũng bị tâm lý. Kiểu không hiểu sao mà mình bị vậy, không biết mình có bệnh gì không á. Trong lòng cũng lo. Bữa mình vừa về á, là mình cũng đi bác sĩ liền cả nhà. Và lên đó, nó thử thử nước tiểu nè, thử máu nè, rồi nó gắn mấy cái ống ở đây nè, nó nghe tim. Vô ổng rồi đó, ổng nghe tim rồi ổng thử cái mà, cái đo huyết áp rồi này nọ hết á. Ổng nói không có cái gì mà có dấu hiệu bị tụt cấp hay là thiếu cái gì đó. Ổng nói anh rất là bình thường. Rồi anh hỏi vậy ông có nghi là cái thuốc ho bữa ông cho tôi không? Thuốc ho đó là bác sĩ biên cái to đó cả nhà. Rồi ông lấy là ông đọc. Ông đọc xong ông có một cuốn sách dày nữa, ông đọc thêm tiếp cái to của cái thuốc đó đó. Ông đọc ra cái anh nghe nó có mấy cái hiệu ứng đó em, nếu mà uống nhiều quá đó. Nhưng mà thật cái bữa mình đi á, mình thiếu ngủ chứ không ăn sáng. Đêm đó. Đêm đó đó. Uống quá trời. Uống gấp 3 lần đó, người ta dặn có 10ml mà anh uống gấp 3, gấp 4 lần đó. Để cho nó mau, mình có cái tập kia đó, uống cho nó mau hết, nó ho đó. Nhưng mà ông nói cái triệu chứng đó, nếu mà uống nhiều quá đó, thì nó cũng bị đến tim mạch nè. Làm tim đập nhanh nữa hả? Dễ bị xỉu nè. Rồi có cái triệu chứng mà mệt mỏi rồi ấy rồi đó. Thì giống như cho nên nó trong đó nó đỡ là không có được uống xe lái xe đó. Mà sáng anh Hùng ở đâu có uống bằng đêm không mà nó mạnh vậy đó nha, không uống nhiều quá. Rất là sợ ha. Sợ chứ. Sợ ghê, giờ cũng không muốn nhắc lại. Thì cũng kể lại cái chuyến đi đó, định kể lại cho cả nhà nghe nhưng mà tới giờ vẫn còn hơi sợ đó nha. Để hôm nào mình sẽ kể lại cho các bạn cái cảm giác nó ghê đó. Hôm nay tụi mình đi siêu thị rồi thấy người ta dọn ra đồ Noel nè. Nhanh mà. Nhanh không? Hai tuần nữa mình cũng trưng Noel nè. Thiệt cái nha. Trưng cho nó đẹp chơi cũng được. Thôi anh dọn vừa. Xin okay. Nghỉ ngơi chút xíu. Thì tối rồi. Quá thì tạm biệt cô chú tại đây nha. Ok. Bye bye cả nhà. Bye bye.